Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình xin chào mọi người. Mình vừa mới đi làm lốp về đây mọi người này. Làm lốp là tranh thủ chạy xuống dưới này mua cái đồ đoàn cho chị VV. Tại vì là ngày hôm nay là có một cô mạnh thường quân tên là cô Hoa ấy. Cô Hoa thì cũng không phải là xa lạ gì với tất cả mọi người nữa. Cô Đặng Thị Hoa ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đấy, cô cũng có gửi một số món quà xuống cho chị VV ấy. Nhờ mình cũng mua dùng. Ấy sao? Chào chào. Chào chào em cùng Hoa La. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hoa La, xin chào. Xin chào. Các bạn. Các bạn. Các bạn. Bạn. Em tên là Hoa La. Ngài mọi người. Nè, nó có gì kì? Vivi Tan. Vile Dendro. Yeah. Bữa nay mình xuống thì không biết là ai làm sán băng cái chỗ này này, nhưng bây giờ nó cũng khá là phẳng, chắc là anh Flamingo ấy. Để tí nó mình hỏi xem thử. Ở phía bên này thì còn rải những cái xi măng đồ, cái nền cũ ấy lên đây. Đi như thế này thì càng đau ấy chứ. Đấy, nhìn sán phẳng phẳng thì nhìn nó cũng có vẻ là đẹp hơn đi rất nhiều đấy mọi người. Vivi. Tudo bala, né? Tudo bala, Jalex. Aí, na presença, né? Sim, Jalex. Ei, fala, xin chào, các bạn. Xin chào, hello. Tôi tên là Vivi. Tên là Vivi. Tá bom, Sariela, tudo bem, nenê? Fala, tudo bem, Jalex. Me querida, vem aqui. Vem aqui, tio. Matricule. Aqui. Matricule. Aqui. Sariela. Sariela, matricule. Hã? Vivi, boa tarde. Boa tarde, chào Mimi. Lâm Lili. Bây giờ có má nha. Cùng phía này. Sao đây là? Você fazer que nene queimar assim? Não se queimou. É que? Ela arranhou-se. Ué? Tava se arranhando a pele saiu e criou fêmea. Bem grande. Sim, tu alimenta aquela cápsula e aquela fumada que a chá Mimi tinha trago a vez passada. Também tem que lavar a pena, sim. Depois calçar a chinela, fica assim não. É, quando calça mesmo, ela tira a dos pés. A hora que eu lhe dei banho, meti essa roupa, lhe calcei mesmo, tamba, tira a chinela. Quem tá a coisa? Quem tá a indo lá aquele lado? Quem tá? É mesmo, sou eu. Você? Sim. O Flamingo tá? O Flamingo não tá. Aquele dia? Até agora não vem? Não, até agora não vem. Puta, tem um Flamingo aí, sao ông bữa nay ông chán đời thế nhỉ? Ele também nunca passa aqui? Ele só passa para dar bom dia, mas... Depois não? Não. Assim sozinha você? Cavaco. Sim, fiz. Diga. Tá cavaco. Tá vendo assim, com braços direito e as crianças atrás voltaram. Com isso? Sim, com essa enxada pequena. Vê, né, mãe? É, como que cor ganhou, Matheus? Essa enxada aqui, como é pequena, facilita. Vem uma assim, junta a terra, mete no barril, né? Transporta. Assim. Quem foi onde? Quem? O Vidigal. O Vidigal foi lá em cima, na feia. Ah, na casa dele? Sim, foi lá passear. Passear? Sim. Você não segue irmão? Fala nada, não seguindo. Não tá seguindo? Ela, a gente segue, a gente nada. Agora a menina fala assim, vai Luca lá, ainda não vai? Não, ainda não foi em função da passagem, ainda não tem, mas brevemente vai já. Também posso deixar ele ficar aqui, ela, e ajuda mesmo. Sim, ela me ajuda mesmo muito. Por exemplo, ontem tínhamos campanha de lavar toda a roupa, lavamos nós duas. O que restou, já acabei já de lavar, ela organizou já aqui a casa. E assim como ela estava descansando um pouquinho, estava já a tirar a roupa do filho para casa. Tá bom. Fiz. Hoje como é que é? Hoje comemos arroz. Arroz? Sim. Ainda tem coisa? Não, o que tinha restado quase terminou hoje. Ah, é? Sim. Arroz com quê? Comemos arroz simples. Não tem óleo, nada? Não, o óleo acabou mesmo também hoje, o arroz, o óleo. É só arroz com óleo, uma vez, não é nada.
Arroz simples, com sal. Sim, arroz simples com não sal. Não tem verdura, nada. Nada, verdura apareceu agora, quizá que ainda não pensamos. Mente, mente, eu lembro de um cara, nem lá, không có lấy được cái rau cái rửa gì về cho chị này yeah. Không biết ăn gì nhưng mà buồn này ê sari là ta có mấy kề bà rí à bên ra để bé sêu à nhà hồi hả sari là mặt bất biến này Yesu kiza ka quem trouxe aqui ah kiza ka que trouxe a vizinha essa vizinha que tá lá vai é que trouxe para mim con la sang con em này dạ yeah. Ở bên này toàn là bẻ đọt sẵn luôn mọi người. Đấy. Bẻ đọt sẵn này chứ không phải là hái là sẵn đâu đâu. Toàn là chơi đọt luôn. Đợt này là sẵn hiếm lắm đấy anh. Mình mua khô á. Isso tempo que já está muito difícil. Sim, esse tempo que já está muito difícil mesmo, muito mesmo. Bueno, que tempo seco. É tempo seco, sim. Hoje, essa época, vizinha que te traz que já está aí porque a pessoa pegou a fé, né? Que já está difícil. Yeah. Yeah. Sim. Você assim também tem que comportar bem com o vizinho. Sim, eu se comporto bem com as vizinhas. Yeah. Não discutir. Nada, não gosto de discutir. Ele passa aqui nosso quintal, tem que pelear ele. Nada, nada, eu não gosto de discutir, não gosto de conflitos com o vizinho. É só brincar, é? É só tudo, é só brincadeira. É só brincar, não posso. Tem que viver junto com ele, já? Sim. Não pode discutir, não pode falar uma coisa toda dela. Tá, tá bem, que Alex. Você trans, sempre transa assim do neném, não doi dele? Legue? Não. Não? Kiểu như tóc nó mọc dai ra rồi thì nó cũng sẽ không bị apertar, không bị... Không bị chặt đấy. Không bị chặt đấy. Mình... Mà chẳng phải là apertar. Như mặt nè. Sempre me, quando eu não tá aqui, fala. Sempre me falar. Fala, tem agora... na parede, tem pega na parede, deixa. Ela mimi, deixa, tá. Fala. Assim, isso casa do mimi, não é de você. Fala nada, ela mimi. Hã? Ela tudo, as paredes, a chapa, a cama, quem vem pegar. É som do mimi. Sim, ela fala, ela mimi. Để vào thử xem coi phòng ngủ, phòng đô của chị ăn ở như thế nào nha mọi người. Posso entrar, né? Pode entrar, Alex, se tá à vontade, pode entrar. Chúng hầu như là phòng ngủ gì là cũng gọn gàng hết mọi người. Này, quần áo là sắp xếp gọn gàng, giường chiếu là bằng phẳng luôn này. Tá bom, vivo tem que vivo limpo limpo, yeah? Sim, sim, Alex. Aqui quando vivo aqui mosquito tem muito? Não, não, aqui não tem muito mosquito, mas sempre anda não tem mesmo a paciência de montar o mosquiteiro. Aquela hora de dormir montamos, quando acordamos, metemos do jeito que a tia Mimi estava ali, e o tia Alex estava ali de ensinar. Sim. Ensinar como? Estava ali de ensinar, tira, mete no prego, depois tira o outro lado, mete no prego, depois estende a cama, depois da noite mais, mete, depois... Arranja para não entrar mosquito e vamos dormir. Yeah. Tem que meter mosquiteiro, yeah? Sim, eu costumo mesmo meter mosquiteiro. Sempre isso coisa importância, yeah? Sim, é importância da nossa e saúde. Água, que beber água também tem que ferver, yeah? Água ferver. Yeah? Tá, tá bem, já li. Água ferver. Sim. Lembro, tchau, lembro, merda, né? Já me fugiu. Tá. Vem no tio. Vai, vai no tio. Vai no tio da bolacha, vem. Vai no tio Alex, não vai te dar bolacha. Vem aqui. Vai, vai no tio Alex. Que não vai ter hang, não tinha ter hang lá, tinha lá, não. Ainda não vem bolacha. Quando vê, sou. Quando vê, ali são amigas. Yeah. Vai buscar bolacha, vai no tio Alex. Vem no tio vai, buscar bolacha. Vai no tio buscar bolacha, vai. Vem. Vai te dar aí, bolacha. Vai. Vai. Ih. Vamos. Vai buscar a bolacha. Vai buscar a bolacha, é? Já? Quero andar carona. Tá aí, bolacha. Obrigado. Obrigado, Motai. Dá uma cominha, mãe, né? Fala obrigado. Hã? Nada. Sariela tá malaga.
Muito lava, muito rouba. Sim, sim. É. Outro dia lavar o quê? Ganhou bolacha. Nativo abrir, é? Dá, nativo abrir. Tá pegado, não quero. Não quero. Não quero comer. Não quero que o tio abre. Dá tio abrir para comer. Dá o tio para abrir. E se o tio dá, agora o tio leva mais fazer o quê? Ah, então dá mamá. Dá mamá. Mày còn mình cho bây giờ mình bóc cho thì không chịu này. À, ông ra đa tiêu. Đan tiêu. Ông ra đan tiêu. Đã, đã phải đan tiêu. Đan tiêu. Đã cả mình nụ tiêu. Vâng xây mà lại kìa. Ô, tôi có điên vâng nụ tiêu đan à đà. Espera tôi một cái đi nhé. Tạm biệt, chào lệ. Menina, vem. Isso, nenê de quê? Đồ đồ ăn thì mình cũng có mua sẵn đấy rồi mọi người ạ. Đấy chưa? Để đưa vào cho chị luôn. Một bao gạo nữa đây. Ê, ra kia bì bì. Ê. Thế sao kì? Hoje tem presente, grande presente, né? Sim, tem muita alimentação. É. Isso presente do quê? Do Kohua. Kohua. Kohua ajuda muito, sabe, né? Ajuda muito. Lembra ou não lembra? Eu lembro muito dela, lembro muito disso. A Kohua, a Koluan. Kohua, Koluan. Koluan. Koko. Koko, Koluan, Koko. Ajudam, me ajudam muito, é. Muito mesmo. Também tem muito pessoa, não só com o Rako, o Luan, o Cuc. Eu, o nome que estava é. Em mente. Mas se eu lembrar com o Luan, com o Rako, o Cuc, né? Sim, sim, outros nomes como, para mim falar é pesado, mas eu agradeço a todos, todo o povo vietnamita que tem me ajudado, muito obrigada mesmo. De todos os dias, de toda a alimentação que vem por mim. Fico muito agradecida do que vocês fazem por mim. Muito obrigada mesmo. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos proteja aonde vocês estiverem. Muito obrigada mesmo. De corpo e alma, de coração aberto. Muito obrigado. Tá bem, hoje é grande! É grande, né? É grande. Estou muito feliz, estou sempre feliz. Já. Yeah. Cô Hoa thì như mình mua cho một bao gạo 25 cân này, một cân dầu ăn 5 lít này. Mình có mua đây là ba con gà này mọi người. Đấy, ba con gà kiểu gà đông lạnh ấy. Chứ gà tươi thì rất là mắc luôn. Gà tươi ở ngoài chợ bây giờ bán một con mà to to tầm này là khoảng 4.500-5.000 đấy. Đấy, nhưng mà mình mua gà này, gà đông lạnh thì thứ nhất là nó cũng có cái lành lành đấy thôi thì nó đỡ hơn đấy mọi người. Thì mua gà kiểu mà gà sống kia thì về chả thả không biết thả rồi có được ăn được không thì họ lấy mất đấy. Ngoài ra thì có mua ít này, Sally, muối này, obrigado, này Asuka này, nunca mais tomamos chá, nunca mais tomamos chá. Aqui a Peixe, muito obrigada mesmo, obrigada. Estou muito alegre, como sempre fico alegre, muito obrigada mesmo por essas despesas que vocês fazem por mim. Já meti aqui. Tá alegre? Estou muito alegre, Alex, muito alegre mesmo. Estou muito alegre. Hay là chị mới nói với mình là cũng hết gạo luôn á mọi người. Thì cũng rất là may mắn là khi có cô Hoa ủng hộ cho giúp đỡ cho chị lương thực thực phẩm ấy. Chị lại thời gian này chị lại vui rồi. Mày có mê pau pa nhá? Sim, eu costumo mê pau pa. Isso come
Devagar, usar nosso familiar só, né? Sim, é mesmo que tu. Quando você tem dinheiro, risco, você pode dar vizinho, tá vendo? Sim. Mas agora você também tem assim, não consegui nada. Eu também não consigo, mas está muito no aceito, mas eles vão me dar. Não, você pode dar, mas é quando o nosso tem mais, tá vendo? Sim. Agora nosso não tem, não consegui para trabalhar, tá vendo? É isso. Então. Nós usar também poupar, usar sim, para nosso ainda. Sim, nós também devemos assim, poupar, sim. Assim para criança. É isso. Entendeu? Sim, sim, de Alex. Yeah. Sim. Isso eu também sempre guardar lá no vizinho. Tá sempre ficar aqui na cara vizinho. Tá na pancha. Pegar những đồ tưới, đồ đông lạnh hoặc là đồ tưới này nọ là mình mua rất là ít này. Tại vì chị không có tủ đông ấy, nên là chị phải đi gửi ấy. Mà mỗi lần đi gửi như thế là phiền phức cả mọi người. Cho nên là mình mua ít một thôi, còn cái phân cá khô đấy thì cái cá này là nó cũng ẩm ẩm ấy mọi người, nên là mình cũng mua ít này. Ở đấy thì gần chợ ấy, ngay cái khu vực đấy là ngoài này là chợ này. Cô Hóa thì cô cũng dặn mình là mua nhiều một chút, nhưng mà tại vì là nó ẩm, nó để lâu thì mình sợ nó mốc méo cả kiểu ấy. Với lại con chữ tiên ấy thì chỉ có thể đi ra chỗ gần chợ đấy chỉ mua này đấy, mua thì cũng giống như mình mua thôi mà. Isso é depois vai conseguir meter no sol, né? Tá, aí tá. Ele ficar mais seco, né? Tá bem, tia. Isso tá bem, isso ainda é úmido, tá? Sim, ainda tá úmido. Tá bem, tia. Vou yeah? Meter no sol, sim, papá. Olha lá, sobrinha ajuda. Sim, ela quando meter lá, controlar, né? Sim, eu não costumo sair, tem que controlar. É. Sim. Yeah. Eu bảo, phải giam chi, phải phơi thì phải coi ấy. Chứ như ở trên mình, ông bắt giới, ông nấu ăn xong này. À, để cá lên trên cái chỗ ban này, xong rồi lại thải em dô nha mình ra, đến khi là cá nó mục hết, dô nó ăn hết cá luôn. Nên là phải bảo là trống chứ không trống là mất. Chỗ thì treo con mèo thì phải đầy ấy, chứ không là mất ấy. Ê... Cúi à, cúi à. Cúi à, cúi à, tá com a aparência. Cúi à, vui. Vui lắm. Vui é alegre. Ah, vui alegre. Vui assim como é ngon. Sim. Chama ngon agora vui, você vui alegre. Chama vui. Sim, vui. Muito, muito vui, chama vui lắm. Chama vui lắm. Vui lắm. Vui lắm, vui lắm. Dá, dá eu também. Dá também no tio. Dá, ó. Dá também no tio. Bem garrado, já. Isso meu, não é meu, te dá agora. Vai dar pra mim, vai ter uma tia, né? Calma, calma, vai calma, não tem capontinho. Tem capontinho. Agora isso, vou dar onde eu vou meter. Aí já com dentro de cá, tô. De, daí é... Ainda tem aqui, vai. Ah, tem na... Này, tem vừa mình đi sắm, nhá, mình cũng biết là bao nhiêu tiền mọi người ạ. Thôi để cho vợ mình ở nha mọi người. Tính tiền chứ mình cũng không biết là bao nhiêu tiền, tại vì này đô đoan mua đây này, mình có được cầm tiền bao giờ đâu mọi người. Ini nè, abri isu. Phải abri coi. Abri isu. Đấy, bảo cháu ơi mở cái che cái rem này lại đi. Còn người ta dòm ngó nhiều. Dạ, tá bom. Hơi tối một tí em mong mọi người thông cảm nhé. Hồi nãy là em mua toàn bộ đồ thưa, tính ra là giờ con thưa của cô là 22 ngàn ạ. 22 ngàn ạ? Dạ. À. Ừ, cũng đủ tên, à, rốt tên. Tú đủ tên. Desde como? Desde. Você contatou. Há muita coisa a fazer. Há muito também. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, 35. Ei! Tchau, Tizinho. Dá mesmo!
Quanto tem? Fica com. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco notas de 2 milis são 10. 10 milis, sim. Dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, 10. São 20. 20. 22. 22. 22. A minha cabeça. Aqui fica dois. Tá bom, vou dar só o dinheiro. Já. Sim, que Alex, ando. Cadê? Vamos lá, vai mal, né? Tá bom, vou dar lá dentro já. Sim. Agora vou te ajudar agora. Vai cá, dê nang, dê anh bê cho. Dê anh bê cho mình được. Nói chung hôm nay là nhận được quà siêu bự nên là chị Vivi thích thú lắm. Vui lắm đấy. Đây, này là gà này, gà thì ở gà để đấy chứ. Gà không biết là sẽ đi gửi luôn hay là như nào đấy. Você mete aqui, depois quando nós coisa você organizar. Sim, sim, depois sim. Vamos organizar. Yeah. É, giờ này là vamos organizar sim. Assim nosso já tá aí. Tá bem. Porque eu agora hoje dia pagar salário. Tem que ir lá pagar mais salário para eles. Ah. Senão ele vai reclamar muito. Vamos reclamar muito. Obrigada, yeah. Já. Obrigada por vietnamita que tem a paciência de vir me ajudar. De virem também me ver, além da alimentação. Muito obrigada. Estou muito feliz por vocês. Estou muito feliz. A paciência que vocês têm por mim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, tia Mimi. Obrigada, tia Alexi. Obrigada ao povo vietnamita que tem sempre a me enviado. Agora fala cảm ơn cô Hoa, fala. Cảm ơn cô Hoa. Tá bom. Tá bom. Bây giờ thì nhà mình phải đi xuống dưới nông trại để thanh toán lương cho các bạn công nhân ở dưới đây. Một lần nữa thì Tuấn Hiệp TV thay mặt cho chị Vivi cảm ơn từ cô Đặng Thị Hoa ở Bảo Lộc Lâm Đồng rất là nhiều. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn may mắn và gặp nhiều bình an. Bây giờ thì nhà mình sẽ đi xuống dưới nông trại nha mọi người để thanh toán lương cho các bạn công nhân ở dưới đấy. Xuống dưới đấy thì mình sẽ tiếp tục ghi hình lại cho mọi người xem nha. Dạ, vamos. Vừa mới ở dưới nhà chị Vivi lên đây thì cũng là lúc mà các bạn cũng vừa mới tưới xong luôn. Buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ cho các bạn nghỉ sớm hơn một chút để tính tiền này, tính lương cho các bạn ấy, để cho Mimi tính tiền ở phía sau ấy. Đấy, còn mình đi xem thử một chút cái cây, mấy cái cây hành rồi tỏi đô nó lên được như thế nào mọi người. Đây này, bữa nay là cái giống su hào của mình bây giờ nó cũng bắt đầu hình thành cái củ ấy này. Đấy, đây này. Bây giờ là nhìn rất là đẹp rồi đấy. Bữa trước thì mình thấy nó cũng khá là xấu ấy. Nó đang còn nhỏ nhìn thì rất là xấu luôn. Mà bữa nay bắt đầu nó bén rồi, nhìn thì lá đô nó nhìn rất là đẹp, rất là tốt. Ở bên này cũng vậy này, hầu như là cái củ nào nó cũng bắt đầu hình thành nhìn rất là to rồi này. Đấy, chẳng hạn như đây này. Rồi thì đây này. Nhìn khá là đẹp rồi đấy. Còn ở phía bên này là cái giống tỏi này, giống tỏi bây giờ nó cũng hầu như là mọc được hết luôn, mọc rất là đều. Riêng với giống tỏi ấy, mọc thì rất là đều này. Đấy. Còn phía bên này là giống hành này mọi người, hành bây giờ nó lên được như thế này rồi này. Hành tốt thì cái cỏ nó lên cũng rất là nhanh, rất là tốt luôn. Được bốn luống hành thì nó lên rất là đẹp. Còn ở phía đấy là cái giống rau xà lách này. Chúng rau xà lách mình cho trong cái lửa sáu cung ấy. Bây giờ nó cũng lên khá là đẹp rồi. Ở cái khu vực phía sau mà mình trồng cái đợt đầu tiên ấy thì là cái giống rau xà lách nó cũng kiểu như là sắp hết rồi ấy. Thì mình nghĩ là sau khi mà ở phía bên kia hết xong ấy thì cái chỗ này lên là vừa đẹp luôn, vừa đẹp để có bán luôn đó mọi người. Nhìn này, đấy. Rất là đẹp rồi. Còn cái củ gừng này thì chắc là cũng chưa ấy được. Cái củ gừng này thì có khả năng là vẫn chưa ra đâu mọi người. Cây nó phía dưới này nó vẫn đang còn xanh ấy.
cái lá nó đang còn xanh. Một số cây thì cái lá bắt đầu nó héo ấy, vàng héo rồi, nhưng mà bữa hôm đây thì mình cũng có đào lên một củ xem thử ấy, thì nó vẫn đang còn kiểu như cái củ nó đang hông hông ấy, thì nó vẫn chưa được ra cho lắm. Đây này, các nhân viên của nhà mình ấy. Ê, ôi giời, salario à? Phải sao? Gặp lại ngày mai anh năn nào các bạn, gặp lại ngày mai. Đây, cả công thân đang tính tiền ở trong này đây, tính tiền lương đây. Ê, Sununa, muito dinheiro. Muito dinheiro, đấy, nhà mình là không tính tiền lương là phải ký tá vào ấy. Nhiều vua người là ở bên này họ cải phẳng nên là cứ làm cái gì cho chắc ăn cái đấy. Cũng bố môi tôi à. À. Money. À này, à Việt Nam mới phá là tiền. Tiền. Salario phá là tiền lương. Tiền lương. 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 Ừ, tiền lương. Tiền lương. Ừ. Já empresta 3 mil. Mas já empresta dinheiro? É. E casa 7. Quando empresta dinheiro, não fala porque dinheiro pouco, ah? Ah, mas é. Yes. Mas é. Vem, vem. Vem. Agora já tem kumbu. Já, já tem. Assim, nesse domingo vai apostar grande. Dessa vez apostar grande. Dessa vez apostar grande. Apostar quem? Dessa vez eles perderem. Vão perder. Eu tenho bola no pé. Vamos apostar. Nada. Ngày hôm nay thì cả bạn ở dưới nông trại lại tiếp tục cái công việc đào hồ ở phía sau mọi người. Nhưng mà vì là mình xuống đây cũng khá là muộn nên là trời tối rồi ấy, thì mình cũng không ghi hình lại. Ngày mai thì mình sẽ ghi hình lại cho mọi người xem nha. Bây giờ thì cũng muộn rồi, thì để mình chở các bạn về trong thành phố. Thì xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Hola, xin chào. Xin chào.